Em có biết một người bạn, bạn ấy nói luôn là có một vị sư phụ là tiên trên trời. Và bạn ấy cũng có nói là trong trí óc bạn ấy thường thấy sư phụ dạy luyện bùa bắt yêu hồn. Em có tìm hiểu một chút về Phật pháp nên biết bạn ấy bị hoang tưởng, tâm trí không bình thường, nên đã cho bạn ấy xem qua bài pháp nói về Chu Lệ Bàn Đặt với phép quán quán bụi trừ bẩn trong tâm thức, nhưng cũng không hiệu quả. Em cũng từng thử cho bạn ấy xem qua về Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo của thầy nhưng dường như không hiệu quả. Thầy có phương pháp nào giúp bạn ấy vượt qua sự hoang tưởng này không? Em biết bạn ấy cũng uống thuốc tâm thần được 4 năm rồi. Cái này chắc mời Đại Đức Tây Tường chia sẻ trước đi. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, thật sự cái vấn đề quý sư cũng rất là nghiêm túc nha. Xin quý sư nói rõ, rất từ rất là nghiêm túc khi mà đọc cái câu hỏi này, tại vì đã nghiêm túc xem qua câu hỏi, xem qua trường hợp quý vị nè. Nhưng mà khi cái vế cuối cùng rồi sao, vế cuối cùng là nói là bạn ấy cũng thuốc tâm thần được 4 năm rồi, có nghĩa là nếu mà đúng là tình trạng này là bệnh tâm thần, chắc cũng giai đoạn cũng gọi là rất là nằm ở giai đoạn mà gọi là nặng thôi vậy. Thì như vậy biết rồi đó, trong kinh thần mà Tạng Luật đó, Đức Phật cũng có nói những cái người mà ngay cả những cái vị mà tâm những cái vị bệnh tâm thần á, những cái vị mà khi mà xuất gia rồi, xuất gia xong rồi, nghĩa là xuất gia thì tỉnh táo, nhưng mà thời gian sau xuất gia có thể bị những cái chứng bệnh tâm thần rồi đó, mà lỡ là thân hay khẩu ý có những cái hành động mà vi phạm giới luật đó, thì cái người đó là cũng là vô tội, có nghĩa người đó không ý thức được quý vị. Cho nên ở đây á, đã không ý thức được rồi, có nghĩa là người đã không ý thức được rồi thì bây giờ chỉ có cái phương cách mà điều trị bệnh ở thế gian thôi vị, chứ quý sư thì đâu có cái gọi là cái phương pháp nào mà để nói là để điều trị được. Tại vì nếu mà quý sư nói là một người bị bệnh tâm thần mà bị nặng như vậy, là đã uống thuốc liên tục 4 năm, mà nếu mà quý sư nói là phải tu thế này, phải thế thế kia, tại vì họ cái nhận thức á, vì phải nắm rõ cái nhận thức đó, họ không có đủ tỉnh táo để họ nhận biết đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là đúng, đâu là sai, mà cũng không nhận biết được chính bản thân họ nữa, thì làm sao mà có thể mà tu tập được. Nhưng mà nếu sư nói là nếu nha, nếu một người mà bị đại loại do bị tâm thần á, mà thuộc bị nhẹ nha, đây là giống như có một câu hỏi mà cách đây lâu á, có hỏi sư á, là cái vị đó cũng bị bệnh tâm thần, nhưng mà bác sĩ chẩn đoán á, là người này có thể, nghe là vẫn có thể là đến chùa, có thể làm phước bố thí, nghe có thể làm các thiện nghiệp, đến chùa làm công quả hay là bố thí, có thể trì giới, thậm chí có thể tu thiền ở một mức độ nào đó, thì những người này thì quý sư có thể giúp, có thể dẫn. Còn nếu mà tình trạng mà ở đây nói là uống thuốc mà tâm thần mà được 4 năm rồi, nghe là rất là nặng, thì cái người này nếu mà nói là nên như thế nào, quý sư nói là như nào, thì riêng bản thân sư có lời khuyên là tốt nhất á, là hãy điều trị đúng theo cái chỉ định của bác sĩ, đúng không? Chứ mình đừng có nên làm cái gì mà nó khác hết trơn á. Và bản thân cái người bạn này nè, mình cũng nên tôn trọng cái ý kiến và cái chỉ định của cái người bác sĩ, vị bác sĩ mà đang điều trị cho các bạn của người bạn này. Đó là cái câu trả lời của sư, và cũng xin nhờ Đức Thanh Tuệ đóng góp thêm ý kiến. Sở dĩ mà sư nhờ mời Đại Đức Tuệ Tường ý kiến trước là bởi vì mình sẽ biết là hai vấn đề này thì vị nào trả lời cũng như nhau thôi. Tức là theo tinh thần Phật pháp, cái người mà bị điên thì vô duyên với chánh pháp, không có cách chi hết trơn. Một số cái trường hợp mà nhẹ, ví dụ như là bị trầm cảm mà nhẹ nha, trầm cảm nhẹ thì còn được, chứ còn cái người mà cứ ngơ 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 là cũng thua. Cho nên là
cũng thua thôi, trừ khi mà gặp Thế Tôn thì họa may, sẽ nói họa may chứ còn sư cô không chắc. Tại vì ngay cả thời Thế Tôn tại thế thì cũng có nhiều người điên lắm mà. Chỉ có một số ít trường hợp á, được xem là đặc biệt là Thế Tôn ngày còn độ, như là nàng Bát-bát-cha-ra đó. Chứ còn mà ngoài ra thì Thế Tôn cũng chỉ là đưa ra cái luật là cái người nào mà bị điên rồi thì chưa xuất gia thì không có được xuất gia, còn lỡ xuất ra gia rồi thì thôi để họ qua một bên, chứ không có đá động gì tới hết trơn. À, chịu thôi. Rồi, để chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.